Chào các bạn đến kênh Lời Sự Sống Đạo Tin Lành, kênh đăng các bài giảng của các mục sư được ơn, được sự sức dầu sứ điệp dạy dỗ từ Đức Chúa Trời. Cần có lời của Đức Chúa Trời để sống mỗi ngày. Amen. Chúng ta cần hiểu biết được Đức Chúa Trời của chúng ta, hiểu biết được để sự cứu rỗi qua nhập huyết của Chúa Giêsu. Amen. Và hiểu biết được Đức Thánh Linh là đấng đến với chúng ta như thế nào, chương trình hoạt động của Chúa là như thế nào. Chúng ta cần hiểu biết thấu đáo để chúng ta sống một cái đời sống cảm ơn Chúa Trời. Amen. Sống trong phước lành của Chúa. Sáng hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau vào trong Ma-thi-ơ 21 từ câu số 1 đến câu số 11. Tôi đọc một câu, quý vị sẽ đọc một câu nha. Bây giờ chúng ta cùng nhau đọc Ma-thi-ơ 21 từ câu 1 đến câu số 1. Tôi sẽ đọc câu trước và quý vị sẽ đọc câu thứ hai. Hết chưa? Có thì chúng ta nên máy chiếu lên, nên ai không có thì chúng ta đọc với máy chiếu trong bản dịch mới nha. Đức Giêsu và các môn đệ đến gần thành Jerusalem vào làng Bethphage trên núi Ô-liu. Nếu có ai hỏi gì, các con hãy nói, Chúa cần chúng, người ấy sẽ để các con dẫn đi ngay. Hãy nói cho con gái Sion biết, kìa vua ngươi ngự đến cùng ngươi, khiêm nhu cởi trên lưng lừa và lừa con của lừa mang hết. Hai môn đệ đi và làm y như lời ngài dặn bảo. Họ dẫn lừa mẹ vào lừa con về, lấy áo mình trải trên lưng lừa rồi để Đức Chúa Giêsu cởi lên. Một đám rất đông dân chúng trải áo mình trên đường, những người khác chặt cành cây trải khắp lối đi. Cả đoàn dân trước sau đến hô to: Hosanna, con vua David, phước cho đấng nhân danh Chúa mà đến. Hosanna tận chốn trời cao. Khi Đức Giêsu vào Jerusalem, cả thành phố náo động hỏi nhau: người này là ai? Đám đông trả lời: đây là tiên tri Giêsu từ Nazareth xứ Galilee. Amen. Amen. Cảm ơn Chúa. Xin Đức Chúa dạy dỗ chúng con trong thời giờ này. Chúng con nhớ lại Chúa Giêsu chúng con vào thành Jerusalem. Và Chúa Giêsu chúng con bước vào Jerusalem trong sự vinh hiển, trong sự tung hô của rất là nhiều người. Con cầu xin Thánh Linh của Đức Chúa Trời dẫn dắt chúng con, cho chúng con thấu hiểu được lời của Chúa trong thời giờ này. Ngài là giáo sư của chúng con, Ngài nói qua chính đời sống của con, để lời của Ngài là thần linh và sự sống cho mọi chúng con. Chúng con biết ơn Chúa, chúng con dâng thì giờ con thể trong tay Chúa và cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Cảm ơn Chúa rằng ngày hôm nay còn là ngày lễ lá, phải không ạ? Nhiều người ta đem lá rồi ta cắm mà nhiều nơi nhiều chỗ lắm. Chắc là trong nhà thờ hay là những cái đền đài của Chúa Giêsu. Cảm ơn Chúa thì chúng ta có lời của Đức Chúa Trời để chúng ta biết rằng là Chúa thăm viếng Jerusalem như thế nào. Amen. Amen. Chúa thăm viếng Jerusalem thì Chúa cũng thăm viếng hội thánh của Chúa. Amen. 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 Chúa đến đâu là cái sự thăm viếng của Chúa đến đó, và cái sự thăm viếng của Chúa làm cho nhiều người sẽ tung hô và ngợi khen Đức Chúa Trời. Đức Chúa Giêsu và các môn đệ đến gần thành Jerusalem vào làng Bethphage trên núi Ô-liu. Bấy giờ ngài phải hai môn đệ đi và bảo: hãy vào làng, ở trước mặt các con thấy một con lừa mẹ bị cột và một con lừa bên cạnh, được con bên cạnh, hãy tháo dây và dẫn về đây cho ta. Nếu có ai hỏi gì,
Các con hãy nói, chúng Chúa cần chúng, người ấy sẽ để các con đi ngay. Việc này xảy ra để có lời của Đấng tiên tri được ứng nghiệm. Hãy nói cho con gái Siôn biết, kìa vua ngươi gửi đến cùng ngươi khiêm nhu, cởi trên lưng lừa, và lừa con là con có lừa cả mang ngắt. Cảm ơn Chúa. Khi Ngài đến Jerusalem thì Ngài cần có phương tiện để mà vào Jerusalem. Và phương tiện ấy phải dựa theo lời tiên tri mà Đức Chúa Trời đã phán hứa. Amen. Amen. Và đây là điều mà chúng ta thấy rất là lạ lùng, rất là diệu kỳ. Và Chúa Giê-xu làm những gì mà Kinh Thánh đã chép. Nên Chúa Giê-xu nói rằng lời của Đức Chúa Trời sẽ ứng nghiệm trên Chúa Giê-xu. Ngài đến để làm theo ý chỉ của Đức Chúa Trời. Và mẹ mà Chúa nói rằng là Kinh Thánh chép về ta. Amen. Amen. Kinh Thánh đã chép về ta. Những gì các lời tiên tri nói về Chúa Giê-xu thì những lời đó được ứng nghiệm qua Chúa Cứu Thế Giê-xu. Và Chúa Giê-xu trong Ma-thi-ơ đoạn 5 nói rằng là Ngài hoàn thành. Phải không ạ? Ngài đến không phải phá luật pháp, nhưng mà Ngài hoàn thành. Amen. Amen. Những gì mà các lời tiên tri, những gì mà Đức Chúa Trời đã phán hứa thì Chúa Giê-xu đến này hoàn thành, và tất cả được ứng nghiệm trên Chúa Cứu Thế Giê-xu chúng ta. Amen. Và cảm ơn Chúa, trong các thì giờ mà Chúa thăm viếng Jerusalem thì lời của Đức Chúa Trời cũng được ứng nghiệm trên Chúa Cứu Thế Giê-xu của chúng ta. Amen. Kinh Thánh ghi rằng là Chúa Giê-xu vào Jerusalem, Ngài đi trên lưng lừa, và nhiều người sẽ mà dùng những cái lá cây áo để mà trải lên lưng lừa và trải dưới đường để cho Chúa Giê-xu bước vào. Thì lời Kinh Thánh đó được ứng nghiệm trong cái thời điểm này. Đây là một điều rất là đặc biệt, để rồi chúng ta thấy được rằng là những gì mà Chúa Giê-xu hành động, những gì Chúa Giê-xu làm là y như lời mà tiên tri đã phán hứa. Philip đoạn 2 thì nói rằng là Ngài vâng phục cho đến chết, thậm chí chết trên cây thập tự. Amen. Những gì đã chết thì Chúa Giê-xu khi vào Jerusalem thì đúng y như vậy. Và Ngài vào rồi này, Ngài bị bắt bớ, rồi Ngài bị đánh đập, Ngài chịu đau khổ và chịu chết trên thập tự giá, thì đúng y như vậy theo lời Kinh Thánh đã chép. Cảm ơn Chúa. Con lừa là phương tiện cho Chúa Giê-xu vào thành Jerusalem. Chúa sai các môn đồ đi dắt các con lừa về cho Chúa, và Chúa phải cởi cái con lừa, con lừa mà chưa mang ấp đó, Chúa dài vào Jerusalem. Chúng ta thấy rằng là con lừa nó rất là đơn sơ, đúng không ạ? Nó rất là đơn sơ, nó rất là tuyệt vời, rất là hiền. Và Chúa sử dụng con lừa để mà vào thành Jerusalem. Chúa không có sử dụng con ngựa. Không phải là một trận chiến phải cưỡi ngựa, ngựa chiến hay là ngựa dùng để ra chiến trận, nhưng mà Ngài sử dụng con lừa để Ngài vào thành Jerusalem. Vua ngươi đến cùng ngươi cởi trên lưng lừa. Con lừa rất là hiện từ, rất là đơn giản, rất là dễ nghe, và con lừa sẵn sàng phục vụ. Và các môn đồ đi tìm con lừa theo như lời Chúa Giê-xu dạy, thì họ tìm đến và thấy một con lừa ở trong chuồng, cả lừa mẹ lừa con, thì họ dắt đi. Và chúng ta thấy được rằng là những người chủ thì họ nói rằng là
Tại sao mà dắt con lừa? Mở lừa là để làm gì? Đó là Chúa cần dùng nó thì họ để cho đi. Và ngày hôm nay chúng ta thấy rằng là những gì mà Chúa phán bảo, đó là mạng lệnh của Chúa, để Chúa có thể sử dụng ai đó, sử dụng người nào đó, thì chúng ta cũng sẵn sàng để có thể vâng phục lời của Chúa. Amen. Amen. À, Chúa Thánh Linh nhắc nhở ngay lúc này là Chúa muốn sử dụng Sao-lơ để có thể truyền giảng tin lành cho người gọi, thì Chúa sai Ananias đến để tìm Sao-lơ, để cầu nguyện cho Sao-lơ, để cho Sao-lơ trở thành một người sứ đồ cho Đức Chúa Trời. Thì Ananias cũng có tâm sự với Chúa rằng là cái người này là người bắt bớ hộ thánh, tàn hại hộ thánh. Nhưng mà Chúa nói là ta sẽ vô người này để cho vương quốc của Đức Chúa Trời sẽ được mở rộng, và người này sẽ chịu khổ với ta là bao lần. Và Ananias đã bằng lòng vâng theo lời của Chúa để ra đi. Và Ananias đã gặp gỡ Sao-lơ, và Ananias đã cầu nguyện cho Sao-lơ, và một con người tín đồ bình thường trở thành một con người cầu nguyện cho một người ra đi sứ đồ cho Đức Chúa Trời. Amen. Cảm ơn Chúa vô cùng. Chúng ta biết rằng là Chúa có thể sai phái đời sống của chúng ta để đến một người nào đó, để Chúa sử dụng người đó trong vương quốc của Đức Chúa Trời, thì chúng ta sẵn sàng. Amen. Đó mà các môn đồ không có cãi gì cả. Các môn đồ cũng không có nói rằng là Chúa ơi, con lừa của người ta mà sao mà dám dắt người ta nói là ăn trộm thì sao? Họ đánh giá mình là người ăn trộm. Bảo vệ không ạ? Nhưng mà khi họ hỏi thì Chúa nói với các môn đồ rằng là Chúa cần dùng nó thì họ để cho đi. Nghe nói là Chúa cần dùng nó thì họ để cho môn đồ dắt con lừa cho Chúa. Amen. Dân Israel một cái dân tộc mà nghe nói là Chúa cần dùng nó thì họ sẵn sàng dân hiến. Amen. Không biết chúng ta sẵn sàng để dân hiến cho Đức Chúa Trời, để Chúa có thể sử dụng dù là một con lừa hay là bất cứ con người nào trong gia đình của mình, Chúa cần dùng thì họ sẵn sàng để cho điều đó thuộc về Chúa. Amen. Amen. Khi Chúa Giêsu đi ngang qua, Chúa gọi Phi-rơ hãy khéo ra, thì họ bỏ lưới bỏ thuyền mà theo Chúa. Amen. Qua thấy Ma-thi-ơ đang thâu thuế, Chúa nói hãy theo ta, thì bỏ bàn thuế mà đi theo Chúa. Những món đồ của Chúa Giêsu khi Ngài gọi hãy theo ta thì họ sẵn sàng theo Chúa. Amen. Amen. Bỏ tất cả mà theo Chúa. Và ngày hôm nay Chúa sai chúng ta đi đến một nơi nào đó, đến một cái ngôi nhà kia. Chúa muốn sử dụng ngôi nhà đó, Chúa để sử dụng ngôi nhà đó, Chúa ban thiệp thánh, Chúa hợp lại với các môn đồ, Chúa muốn nói chuyện với các môn đồ tại ngôi nhà đó, thì chúng ta có sẵn sàng vâng lời hay không? Chúa muốn sử dụng căn nhà chúng ta để thờ phượng Đức Chúa Trời, chúng ta sẵn sàng không? Có ai đó nói đến nói với chúng ta rằng là Chúa muốn sử dụng nhà của anh để mà thờ phượng Đức Chúa Trời trong những ngày đấy, chúng ta sẵn sàng không ạ? Sẵn sàng không ạ? Amen. Amen. Chúa cần điều gì đó thì chúng ta cũng sẵn sàng dâng điều đó cho Đức Chúa Trời, để Chúa sử dụng nó, mà Chúa sử dụng nó chúng ta được phước. Amen. Amen. Chúa sử dụng nó chúng ta được phước. Chúa muốn Abraham dâng Isaac thì Abraham sẽ thành dâng Isaac cho Đức Chúa Trời. Amen. Amen. Chúa muốn Abraham dâng một phần người, Abraham sẽ thành dâng phần người cho Đức Chúa Trời. Amen. Amen. Chúa muốn Abraham dâng điều gì thì Abraham sẵn sàng dâng cho Đức Chúa Trời, dù là con một, là con độc nhất mà ông có từ lời hứa của Đức Chúa Trời, nhưng mà ông cũng sẵn sàng dâng hiến cho Đức Chúa Trời. Amen. Amen. Những con người hay là con vật hay là ngôi nhà hay là bất cứ cái điều gì Chúa cần sử dụng, đó là phương tiện. Amen. Đó là phương tiện mà Chúa Giêsu sử dụng. Con người, Chúa Giêsu sẽ bước vào thành Jerusalem,
chủ nhà sẵn sàng dâng con lừa của mình cho Chúa Giêsu sử dụng, và các môn đồ cũng sẵn sàng vâng phục để tìm con lừa cho Chúa Giêsu. Amen. Biết bao nhiêu người đang chờ đợi anh chị em đó, và Chúa Giêsu sẽ sai anh chị em đến một nơi nào đó, một làng mạc nào đó, hay là đến một con người nào đó, kêu gọi họ sẽ dâng mình cho Đức Chúa Trời, hãy trở thành môn đồ của Chúa Giêsu, thì anh chị em cũng sẵn sàng ra đi. Amen. Anh Rê sẵn sàng nói với Phi-rơ rằng là hãy đi. Amen. Amen. À, nói với Nathanael là hãy đến để mà thấy, hãy đến xem. Amen. Amen. À, chúng ta cần phải hiểu được rằng là Chúa có nhu cầu. Amen. Chúa Giêsu chúng ta có nhu cầu, Ngài muốn thăm viếng một thành phố, Ngài muốn sử dụng một cái nhu cầu, một cái phương tiện để Ngài vào thăm viếng thành phố Jerusalem. Đó là một con lừa đơn sơ, rất là hiện tử và sẵn sàng phục vụ và sẵn sàng vâng phục, và Chúa đã sử dụng con lừa. Nếu chúng ta là một con lừa, chúng ta sẵn sàng không? Sẵn sàng dâng cho Đức Chúa Trời để Ngài có thể sử dụng đời sống chúng. Ngày hôm nay Chúa cần sử dụng rất là nhiều phương tiện. Ngài có thể sử dụng phương tiện truyền thông để cho nhiều người biết Chúa, nhiều người có thể công hôn Đức Chúa Trời, nhiều người sẽ thấy rằng Chúa thăm viếng họ. Chúa có thể sử dụng đời sống chúng ta trực tiếp để nói chuyện mặt có mặt với ai đó. Chúa có thể sử dụng chúng ta để làm điều gì đó thì muốn Đức Chúa Trời, thì chúng ta cũng sẵn sàng. Amen. Và đọc thể yên Chúa, chúng ta sẵn sàng là phương tiện cho Đức Chúa Trời, chúng ta sẵn sàng là một người vâng phục Đức Chúa Trời. Amen. Hãy nói với người bên cạnh rằng hãy vâng phục Đức Chúa Trời, Chúa sử dụng bạn đó. Nếu mà bạn cùng với Chúa đi thăm viếng ai đó, thăm viếng một khu vực nào đó, thì chắc chắn bạn là những người hạnh phúc nhất. Amen. Amen. Chúng ta nhớ bây giờ thì chúng ta không phải là một nhưng mà là hai, có phải vậy không? À, Thánh Linh đang ở trong chúng ta, à, và Ngài sử dụng chúng ta để có thể thăm viếng người khác đấy, thì chúng ta hãy là phương tiện để cho Chúa Giêsu sử dụng, và Ngài đã ban Thánh Linh đến cho chúng ta rồi, thì chúng ta đồng hành với Đức Thánh Linh để có thể thăm viếng một ai đó đang nằm trên giường bệnh, đang cô đơn, đang tổn thương, đang có nhiều điều mà từ ma quỷ áp chế, thì chúng ta sẵn sàng để mà có thể đi đến đó. Amen. Amen. Rất nhiều nhu cầu của thế giới này, của xã hội này cần chúng ta, và Chúa sẽ sử dụng đời sống chúng ta để có thể đi thăm viếng một nơi nào đó. Hãy nhớ khi Thánh Linh của Chúa thúc giục đời sống của chúng ta, khi Thánh Linh phán dạy đời sống chúng ta, hãy đi từng bao giờ lần nữa. Có nhiều người tôi thấy rằng là lần nữa và cứ đó hẹn con ngày mai rồi ngày mốt rồi cuối cùng người đó chết đi thì khóc, không kịp thời để người đó ra đời, qua đời trong sự không có Chúa thì khóc lắm, đau đớn. Và chúng ta thấy rằng là khi chúng ta trở thành là phương tiện cho Chúa, hay là con lừa trở thành phương tiện cho Chúa, thì điều này xảy ra ứng nghiệm lời tiên tri. Việc này đã xảy ra để lời của đấng tiên tri được ứng nghiệm. Hãy nói cho con gái Siôn biết, kìa vương ơi ngự đến cùng ngươi, khiêm nhu cỡ lừa, cỡ trên lưng lừa và lừa con của lừa mang ách. Hãy nói cho con gái Siôn biết, kìa vương ơi ngự đến cùng ngươi. Amen. Chúa Giêsu cỡ lừa vào Jerusalem. Amen. Amen. Chúng ta biết là Jerusalem là được xây dựng cái núi Siôn á. Vua ngươi đến cùng ngươi. Amen. Amen. À, khiêm nhu cởi trên lưng lừa và lừa con có lừa mà. Cảm ơn Chúa. Chúng ta biết rằng là khi mà Chúa Giêsu làm theo ý chỉ của Đức Chúa Trời, và chúng ta nhìn thấy ở đây Thánh Linh của Đức Chúa Trời ở với Chúa Giêsu. Amen. Đức Chúa Trời sức giàu cho Chúa Giêsu bằng Thánh Linh và quyền phép
Chúa Giêsu được đầy dẫy Thánh Linh của Đức Chúa Trời và Ngài vâng phục cho đến chết. Và chúng ta biết là Thánh Linh đang lãnh đạo Chúa Giêsu. Những gì mà Chúa Giêsu bắt đầu vào thành Jerusalem đúng thời điểm, đúng phương tiện và lời tiên tri được ứng nghiệm, đây là một điều vô cùng diệu kỳ, vô cùng tuyệt vời. Nếu đời sống chúng ta ngày hôm nay mà bước theo Thánh Linh của Đức Chúa Trời từng ly từng tí, từng ngày một trong cuộc đời còn lại của chúng ta, thì lời của Chúa sẽ được ứng nghiệm trên đời sống của chúng ta. Ý Cha được nên trên đời sống của chúng ta. Amen. Chúng ta nhớ Thiên Thiên 39 như câu 16 thì phải. Đó rằng là chúng ta số các ngày mà định cho tôi đó đã được ghi vào sổ của Chúa từ những ngày chưa có ngày nào, từ khi chưa có ngày nào hết mà cái ngày đã định cho tôi được ghi vào sổ rồi, ghi vào sổ trên thiên đàng rồi. Ngày hôm nay chúng ta ngồi ở đây là được ghi vào sổ thiên đàng rồi, nên chúng ta mới có ngày hôm nay chúng ta ngồi ở đây. Amen. Chứ không phải là ngẫu nhiên chúng ta ngồi đây đâu, có phải vậy không? Số các ngày đã định cho tôi được ghi vào sổ của Chúa. Amen. Từ những ngày mà gọi là chưa có ngày nào đó, chưa lập ngày, chưa có tháng, chưa có năm gì hết mà Chúa đã ghi những ngày đã định cho tôi được ghi vào sổ của Chúa rồi. Nó lên cái sự siêu nhiên của Đức Chúa Trời, rất là siêu thông minh của Chúa mà không ai có thể tưởng tượng nổi. Chỉ nói đức tin mà biết rằng là ngày hôm nay chúng ta ngồi đây, ngày hôm nay chúng ta trở thành phương tiện cho Đức Chúa Trời. Ngày hôm nay lời tiên tri được ứng nghiệm bởi vì Thánh Linh của Đức Chúa Trời dẫn dắt cuộc đời của chúng ta. Nếu không bởi Thánh Linh của Đức Chúa Trời dẫn dắt cuộc đời của ông bà anh chị em thì chúng ta không thể nào làm ứng nghiệm lời của Chúa phán dạ trên đời sống của chúng ta. Amen. Những gì mà Chúa phán dạ cho đời sống của chúng ta, những gì mà chúng ta đã tin nhận Chúa Giêsu, đó là tiền định rồi, đó là Chúa đã chọn lựa chúng ta trước khi sáng thế rồi, đúng không ạ? Chúa đã chọn rồi, rồi chúng ta trở thành con Đức Chúa Trời qua Chúa Cứu Thế Giêsu, chúng ta nhận Thánh Linh của Đức Chúa Trời qua Chúa Cứu Thế Giêsu, thì tất cả những điều đó chúng ta đã nhận bởi vì Ngài đã định cho chúng ta rồi, đã ghi vào sổ rồi. Và khi chúng ta đã tin nhận Chúa Giêsu, chúng ta bước vào vương quốc thiên đàng, thì ngày hôm nay chúng ta cần phải nhờ cậy Thánh Linh của Đức Chúa Trời như Chúa Giêsu đã nhờ cậy để lời tiên tri được ứng nghiệm trên Chúa Giêsu. Và lời tiên tri cũng được ứng nghiệm trên mỗi đời sống của chúng ta. Amen. Amen. Lời tiên tri về Đức Thánh Linh đổ xuống trên đời sống chúng ta thì chúng ta đã nhận rồi, phải không? Bởi vì chúng ta theo lời của Chúa, theo sự dẫn dắt của Thánh Linh Đức Chúa Trời. Qua Chúa Cứu Thế Giêsu, chúng ta nhớ Galati đoạn 3 câu 13, 14 nói về là Chúa Cứu Thế Giêsu chuộc chúng ta ra khỏi sự rủa xả của luật pháp, để được phước lành của Abraham tuôn đổ trên những người ngoại, là trên mỗi đời sống của chúng ta. Hồi nãy anh Dũng có nói về bánh vụn rồi, phải không? Hay là những người mà không được mời mà đi lang thang vào đường đó, mời vào đó, chính là cho dân ngoại, chính là cho một cái dân tộc được lựa chọn, bởi vì dân Do Thái là người ưu tiên hàng đầu, nhưng mà họ bận hết rồi, người được mời đã bận quá rồi, làm việc nên Chúa sai đi ra ngoài đường để mời những con người mà lang thang ngoài đường đó, không có việc làm ngoài đường đó, bước vào tiệc cưới, tiệc lớn của Đức Chúa Trời. Amen. Chúng ta là những người được chọn, đó là phước lành của Abraham tuôn đổ trên dân ngoại, là tuôn đổ trên đời sống của chúng ta, và chúng ta trở thành dòng dõi của Abraham, dòng dõi của đức tin. Amen. Và bởi đức tin nhận lãnh Đức Thánh Linh. Bởi đức tin nhận lãnh Đức Thánh Linh. Amen. Phước lành của Abraham đó là bởi đức tin chúng ta nhận lãnh Đức Thánh Linh, mà trong Thánh Linh chúng ta có tất cả mọi sự. Amen. Thánh Linh dẫn chúng ta vào lẽ thật của sự cứu rỗi, chúng ta được cứu rỗi. Lẽ thật của sự chữa lành, chúng ta được chữa lành. Lẽ thật của sự thịnh vượng, chúng ta được thịnh vượng. Amen. Lẽ thật về tương lai, cõi đời đời chúng ta sẽ bước vào cõi đời đời trong tương lai, và tất cả lẽ thật những lời hứa của Đức Chúa Trời, Thánh Linh sẽ dẫn chúng ta vào mọi lẽ thật để chúng ta có thể nhận ra tất cả lời hứa mà Đức Chúa Trời ban cho chúng ta trong những ngày còn lại trên đất này. Amen. Amen. Chúng ta thấy chúng ta vô cùng đặc biệt không?
Amen. Rất vui sướng, rất sung sướng vô cùng khi chúng ta làm đúng như lời của Chúa. Tôi thường nói với Hội Thánh rằng là Chúa Giêsu là gương mẫu, là tấm gương để chúng ta noi theo. Hãy nhìn xem Chúa Giêsu là cội rễ và cuối cùng của đức tin. Chúa Giêsu khởi đầu bằng đức tin và kết thúc bằng đức tin. Amen. Ngài vâng phục cho đến chết, Ngài tin cậy Đức Chúa Trời của mình và Ngài làm y như những gì đã chết trong thời cựu ước. Thời cựu ước chết cái gì về Chúa Giêsu? Từ sáng thế, từ khi Adam và Eva nó phạm tội, Chúa phán rằng là dòng dõi người nữ sẽ dày đập đầu mày, còn mày là cắn gốc chân người. Amen. Dòng dõi của mày và dòng dõi người nữ nghịch thù nhau. Chúa nói về cái sự cứu rỗi do những con người tội lỗi sau Adam đó. Và lời đó được ứng nghiệm qua Chúa cứu thế Giêsu. Hy vọng Jerusalem cũng được ứng nghiệm lời của Chúa đã phán dạy. Amen. 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 Nên chúng ta làm thế nào để ý Cha được này? Ý Chúa phải được thực hiện trên đời sống của chúng ta. Ý Chúa phải được ứng nghiệm trên đời sống của chúng ta. Khi chúng ta nhờ cải thánh linh để bước đi ngay trên đất này. Amen. Amen. Ngay trên đất này, chúng ta khi chúng ta bước đi trong năng quyền của Đức Thánh Linh thì lời của Chúa Giêsu đã tuyên bố rằng là dân đó là phép báp têm bằng nước, nhưng mà trong ít ngày nữa các con sẽ nhận phép báp têm trong Đức Thánh Linh. Khi anh chị em được báp têm trong Đức Thánh Linh, cứu chúng con gấp, hãy cứu chúng tôi ngay. Cảm ơn Chúa. Những người Pharisee thì nói với Chúa rằng là Chúa bảo họ im lặng đi. Chúa nói rằng nếu mà họ im lặng thì đá nó cũng kêu lên, đá nó cũng tung hô lên. Amen. Cảm ơn Chúa. Chúa Giêsu vâng phục cho đến chết, thậm chí chết trên cây thập tự. Và Đức Chúa Trời đem Ngài lên rất cao và dâng Ngài lên hết mọi dân. Amen. Chúng ta nhớ điều đó không ạ? Amen. Để chúng ta biết được khi chúng ta vâng lời Ngài, khi chúng ta trở thành phương tiện cho Đức Chúa Trời của chúng ta, khi chúng ta amen vâng lời tiên tri và Ngài đã chọn lựa chúng ta. Có những anh chị em đã có những sự cải thiện. Chúa cho anh chị em biết được mục đích tương lai của anh chị em. Có những người được Chúa phán dạy, bày tỏ cái chức vụ, cái sự chọn lựa của Chúa. Và đó là mục đích cho chúng ta thấy rằng chúng ta hãy nhắm mục đích mà chạy. Và mục đích chung của chúng ta đó là Ma-thi-ơ 28. Đó mà. Amen. Đấy, thái quyền phép trên trời dưới đất đã giao cho ta. Phải bây giờ hãy đi khắp thế gian giảng tin lành cho mọi người. Đó là khải tượng chung cho hội thánh của Đức Chúa Trời. Chúng cho các môn đồ của Chúa hãy đi khắp thế giới giảng tin lành, bởi vì Chúa về trời và Chúa giao cái quyền đó cho hội thánh của Chúa. Đó là mục đích, đó là khải tượng. Và trong Gioan thì chúng ta cũng thấy rất là rõ, ông nói là trong những ngày sau đó ta đã đổ thần ta trên mọi loài sắc thịt, con trai con gái người sẽ có tiên tri, bọn trai trẻ có khải tượng, người già thì có chiêm bao. Và Phi-rơ ông nói lại đó là trong những ngày sau đó ta đổ thánh linh ta trên các người, con trai con gái người sẽ nói tiên tri, bọn trai trẻ có khải tượng, người già thì có chiêm bao. Và khi thánh linh của Đức Chúa Trời đổ xuống thì chúng ta thấy điều gì? Họ nói tiếng lạ và ngợi khen Đức Chúa Trời. Họ nói tiếng ngoại quốc và ngợi khen Đức Chúa Trời. Họ nói tiếng ngoại quốc và lời tiên tri. Như vậy thì khi thánh linh đến thì chúng ta bắt đầu nói tiếng lạ, chúng ta nói tiên tri, nhưng chưa phải đó là chấm dứt, nhưng mà đó là cánh cửa mới mở ra. Và khải tượng và chim bao đó là thánh linh mặc khải, thánh linh bày tỏ cho chúng ta mục đích chúng ta phải nên. Chúng ta không thể sống một đời sống mà tới đâu hay đó. Vâng ạ, không phải sống một đời sống có nghĩa là thủ động, nhưng mà chúng ta đã có mục đích rồi. Nếu ai chưa biết mục đích của mình là gì thì chúng ta cần phải cầu nguyện xin thánh linh mặc khải cho con. Phaolô, mục đích của ông là truyền giảng. Ông đi truyền giảng ở thánh khắp nơi,
Nhưng mà khi ông đến, ông muốn quá si, ông giảng, nhưng mà Chúa Thánh Linh cấm. Không, chúng ta thấy mà Chúa Thánh Linh cấm. Và Chúa mắc khải người Macedon thì ông biết được là Âu Châu mở cánh cửa cho ông rồi. Ông qua đó và Chúa sử dụng ông để lập hội thánh tại nơi đó. Amen. Chúng ta biết Thánh Linh của Đức Chúa Trời ban cho chúng ta để chúng ta có thể trở thành những con người có thể lót đường cho Chúa Giêsu, trở thành những viên gạch để xây hội thánh của Đức Chúa Trời, những viên đá để xây dựng hội thánh của Đức Chúa Trời. Amen. Những con người ở đây họ lót đường cho Chúa Giêsu đi qua, có thể cởi áo mình, có thể chặt những cành cây để lót đường cho Chúa Giêsu. Dân bắp tín mở đường cho Chúa Giêsu, ban bằng những cái chỗ gập ghềnh, những cái chỗ thấp được lấp đầy, là người mở đường cho Chúa Giêsu đến để đem cái sự giải cứu, chữa lành, sự cứu rỗi. Còn đối với chúng ta ngày hôm nay, chúng ta sẵn sàng là những người lót đường cho Chúa Giêsu, chúng ta là mở đường cho Chúa Giêsu trở lại. Amen. Amen. Khi nào tin lành về nước của Đức Chúa Trời được đồn ra khắp nơi, tin lành về nước của Đức Chúa Trời được đồn ra khắp nơi trên thế giới, thì ngày cuối cùng sẽ đến, là ngày Chúa Giêsu sẽ đến. Chúng ta là những người mở đường cho Chúa Giêsu đến, chúng ta là những người lót đường cho Chúa Giêsu. Để có chết chúng ta sẵn sàng chết. Amen. Amen. Và chúng ta luôn luôn là người tung hô Chúa của chúng ta, luôn luôn tung hô Chúa như vậy. Chúng ta hòa thân với tất cả mọi người, tung hô Chúa. Mỗi ngày Chủ nhật chúng ta tung hô Chúa, mỗi ngày Chủ nhật chúng ta ngợi khen Chúa, và mỗi một ngày trong tuần chúng ta cũng hết lòng ngợi khen Đức Chúa Trời. Chứ không phải là Chủ nhật mới ngợi khen nha. Không, ngày nào mỗi buổi sáng ta là ngợi khen Chúa rồi, tôn cao Chúa, chúc tụng Chúa rồi. Bởi vì Chúa quá tuyệt vời trên đời sống của chúng ta. Hãy tung hô, hãy tiếp tục ngợi khen Đức Chúa Trời của chúng ta. Khi Đức Chúa Giêsu vào thành Giê-ru-sa-lem, cả thành phố náo động hỏi nhau: người này là ai? Đám đông trả lời: đây là tiên tri Giêsu từ Na-sa-rét xứ Ga-li-lê. Họ biết Chúa Giêsu là một tiên tri của Đức Chúa Trời. Amen. À, là một tiên tri của Đức Chúa Trời. Thời kỳ đó một tiên tri vô cùng lãnh đạo, bởi vì tiên tri là người đại diện cho Đức Chúa Trời, là phát ngôn viên cho Đức Chúa Trời để ra bảo lời của Đức Chúa Trời cho dân chúng. Amen. Nên tiên tri là vô cùng rằng là người đại diện cho Đức Chúa Trời. Cảm ơn Chúa, chúng ta là phương tiện cho Chúa Giêsu của chúng ta, để chúng ta cùng đi với Chúa và có thể thăm viếng một nơi nào đó, một con người nào đó, và lời của Chúa được ứng nghiệm trên chúng ta. Khi chúng ta đặt tay chữa lành, Chúa sẽ chữa lành. Khi chúng ta giải cứu, Chúa sẽ giải cứu. Khi chúng ta công bố phép lạ thì Chúa sẽ làm phép lạ cho đời sống của chúng ta. Chúng ta sẵn sàng lót đường cho Chúa để Chúa có thể đi từ nơi này cho đến nơi khác. Amen. Nếu chúng ta không đi thì Chúa không đi được đến nơi đó đâu. Nếu Chúa muốn chúng ta qua lòng đức, chúng ta không đi thì nơi đó không có Chúa đâu. Nhưng mà chúng ta đi đến đó thì Chúa cùng đi với chúng ta, Chúa ở đó với chúng ta, và hậu thánh sẽ được thiết lập tại nơi đó. Chúng ta hãy là người lót đường cho Chúa, chúng ta sẵn sàng vâng phục Chúa, và tất cả chúng ta cần phải tung hô Chúa để cho nhiều người biết được rằng Chúa Giêsu là tiên tri của Đức Chúa Trời. Chúa Giêsu cầu nguyện, con cầu nguyện cho họ, nhưng mà chẳng phải cầu nguyện cho họ thôi đâu, nhưng mà cầu nguyện cho những người mà nghe họ mà tin đây con nữa, à, để họ trở thành một trong chúng ta, để thế giới này biết rằng con được Cha sai đến. Amen. À, khi chúng ta là một người vâng phục, khi chúng ta là người rao giảng phúc âm, khi chúng ta là những người ở trong Đức Chúa Trời và Đức Chúa Trời ở trong chúng ta rao giảng về phúc âm của Chúa Cứu Thế Giêsu, đấng Mêsi đã đến, đấng cứu thế đã đến, thì người ta biết được, cả thế giới này biết được rằng là Chúa Giêsu được Cha sai đến, Chúa Giêsu được Đức Chúa Trời sai đến. Nếu họ không hiểu Chúa Giêsu được Đức Chúa Trời sai đến, nếu chúng ta không rao giảng
Chúa Giêsu từ Đức Chúa Trời đến thì người ta cũng không thể nào tin rằng Chúa Giêsu từ Đức Chúa Trời đến, bởi vì khi chúng ta đang giảng Chúa Giêsu là đấng cứu thế, là đấng từ trời, đấng duy nhất, chẳng có sự cứu độ trong đấng nào khác ngoài Chúa Giêsu, và chúng ta được xuất dầu bằng Thánh Linh một nghìn phép, làm cho họ chích một đời sống của họ, làm cho họ bị cắt đứt tội lỗi của họ, nói rằng là chúng ta phải làm gì để được cứu. Còn nếu chúng ta biết rằng thế giới này họ không biết Chúa Giêsu từ trời đến, Chúa Giêsu được Đức Chúa Trời sai đến, thì họ thờ lại những hình tượng, họ cho là phải, họ thờ lại tượng hình này cho đến con người khác, họ thờ lại những con người chết. Nhưng mà họ biết Chúa Giêsu là đấng đến từ trời và đấng đã chết và đấng đã sống lại, và đấng đó mới là đấng cứu chuộc đời sống của họ. Amen. Amen. Chúng ta cần phải làm thế nào để cho họ biết Chúa Giêsu từ trời đến? Chúa Giêsu là tiên tri của Chúa Trời. Chúa Giêsu là đấng cứu rỗi. Amen. 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 Xin mời thánh chúng ta cùng nhau đứng lên. Chúa Giêsu thăm viếng Jerusalem, Ngài đồng hành với Đức Thánh Linh. Amen. Amen. Cùng thăm viếng Jerusalem, và chúng ta mời Ngài đến ngay cái hội thánh chúng ta trong buổi sáng hôm nay. Xin thăm viếng con, xin thăm viếng hội thánh Ngài. Chúa Giêsu đồng hành với Thánh Linh của Đức Chúa Trời. Những ngày qua chúng ta biết là tại Mỹ một cái hội thánh là Abuji đó được Chúa Thánh Linh thăm viếng và phóng hưng, hàng triệu người đã được phóng hưng qua một chàng sinh viên được Chúa Thánh Linh thăm viếng, cảm động, xin hết tội lỗi của mình ra trước mặt mọi người, và qua đó thì nhiều sinh viên họ đã ăn năn và họ đã dâng lên lời ăn năn hối cải trước mặt Đức Chúa Trời. Họ quỳ gối, họ kêu cầu cùng Chúa, xin Chúa tha thứ cho họ. Một sự thăm viếng từ thiên đàng đến đến nước Mỹ để ứng nghiệm lời tiên tri của một câu thơ của Đức Chúa Trời đã nói ra là Chúa sẽ làm cho nước Mỹ được phục hưng, Chúa sẽ làm cho nước Mỹ được phóng hưng, và có sự thăm viếng của Thánh Linh Đức Chúa Trời sẽ đến trên nước Mỹ và họ đã được ứng nghiệm. Và chúng ta tin rằng Thánh Linh của Đức Chúa Trời cũng đến trên đất nước Việt Nam chúng ta, đem sự phóng hưng trên đất nước Việt Nam của chúng ta. Amen. Rất là nhiều lời tiên tri sẽ được ứng nghiệm trên đất nước Việt Nam của chúng ta, và Việt Nam phải được ứng nghiệm. Lời tiên tri đó được nghiệm và Chúa sẽ thăm viếng Việt Nam. Amen. Chúa sẽ thăm viếng chúng ta trước. Jerusalem mới được thăm viếng trước, rồi từ Jerusalem sẽ được thăm viếng và dấy lên nhiều cái tinh thần phục hưng khắp mọi nơi mọi chỗ. Amen. Chúng ta hãy bằng cầu nguyện trong thời giờ này. Quý thính giả xem nhớ đăng ký kênh, nhấn rung chuông và chia sẻ video được lan rộng trên mạng cộng đồng. Xin Thánh Linh động chạm anh chị em được biến đổi mỗi ngày càng giống Chúa hơn. Hẹn anh chị em video tiếp theo. Chúa yêu hết thảy anh chị em.